Hello anh em, đây là lì xì nhá, lì xì Tết, hình thần tài. Cái này nhét được một tờ 500.000 đấy luôn. Đây, một cái đóng gói như này nhá. Đấy, hình lì xì, hình cái ông thần tài ở trước này. Đây. Anh em tặng rất là đẹp. Đấy, lì xì cho nhau, lì xì cho khách hàng. Đây, bên trong này, anh em thấy nhét một tờ 500 ở đây. Vừa nguyên một tờ 500 luôn nhá. Đấy. Đấy. Rất là đẹp. Mặt trước thì nó làm cái một cái hình thần tài màu vàng. Đấy. Ra bên trong như này. Cái làm kỷ niệm được. Rất đẹp nhá. Hàng đang có sẵn anh em mua về bán Tết hoặc là làm lì xì nhau. Rẻ hơn cả lì xì thường. Mỗi cái một cái ly lông riêng, bọc mỗi cái đóng gói một cái ly lông riêng như này. Ok anh em nha, ai chốt thì nhanh tay nhá.